Nối tiếp là đoàn diễu hành của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Trải qua 21 năm xây dựng và phát triển, trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Mang triết lý giáo dục toàn diện, lấy người học làm trung tâm, đào tạo hình mẫu công dân số, kiến tạo tương lai, nuôi dưỡng lòng nhân ái. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông sẽ trở thành trường đại học điện tử đạt đẳng cấp quốc gia, là một trong những trung tâm hàng đầu của Việt Nam về đào tạo trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ để đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước.